Bạch chư tôn thiền đức tăng ly chứng minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính bạch các cha các má, chư vị đồng tu nhiều nơi ở trên toàn thế giới đang có mặt ở trang Zoom ngày hôm nay, chúng con vô cùng là hoan hỷ, vô cùng là trân quý cái cơ hội này. Bởi nhờ cái cơ hội này mà chính chúng con cùng với các cha, các má, chư vị đồng tu có thể một đời này đoạn liễu sanh tử luân hồi. Một cái cơ hội này là một cơ hội để cho các cha, các má, chư vị đồng tu biết được những cái gì mình phải làm, biết được cái những điều gì mình phải tránh. Cho nên rất là quan trọng, vô cùng là quan trọng và vô cùng là quý hiếm. Chúng con nguyện mong các cha các má, chư vị đồng tu hãy trân quý đấy. Bởi vì nếu mà chúng ta không trân quý, không thực hiện ngay từ bây giờ thì e đến ngày chúng ta lâm chung chưa chắc chúng ta đã thực hiện được những điều này. Pháp Hồ Liệm chỉ bày cho các cha, các má, chư vị đồng tu cùng với chúng con phải làm đúng lời Phật dạy, làm đúng lời Tổ dạy, làm từ bây giờ, phải trân quý, phải thực hành ngay từ bây giờ, không được chần chờ, không được do dự, bởi vì đến lúc lâm chung chưa chắc chúng ta đã làm được. Mà ngay từ bây giờ, nếu mà thân nhân trong gia đình mà còn chưa trân quý, chưa biết được, thì dễ có thể chính thân nhân của các cha các má sẽ phá tan cái công cuộc vãng sanh của các cha các má. Ngay từ bây giờ, nếu các ban hộ niệm mà không trân quý đến cơ hội này, không lắng nghe, không để mà tìm hiểu, thì cũng có thể chính ban hộ niệm cũng có thể là hướng dẫn sai. Vậy cho nên cái cơ hội này là vô cùng là quan trọng, vô cùng là hy hữu. Chúng con nguyện mong các cha các má, chư vị đồng tu và toàn thể các ban hộ niệm hãy trân quý cái cơ hội này, hãy cùng với chúng con lắng nghe và làm theo, để một đời này chính bản thân chúng ta được vãng sanh, và chính chúng ta cũng giúp những người hữu duyên được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ bây giờ thì thời gian đã đến rồi, chúng con cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi tiếp tục lời hướng dẫn các cha các má, chư vị đồng tu cùng với chúng con, để làm sao đời này làm được những điều Phật dạy, những điều Tổ dạy, để một đời này chúng con ai ai cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Xin cung thỉnh chư tôn Đức Tăng Ni cùng chư vị đồng tu niệm Phật 10 câu cầu gia trì. A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mang thân phận phàm phu như dư âm này, sao mà có một cái bệnh khàn cổ mà cứ đeo đẳng mãi? Nếu mà ta có phước báu, không thèm nói nữa, thường như hết. Mà cứ vẫn nói thì nó vẫn còn. Chính vì thế mà chư vị thấy không? Cuộc đời này có nhiều khi chúng ta muốn cho được mà cũng khó được lắm. Và xin thưa với chư vị, suy cho cùng ra có được gì trong đời này? Sau cùng rồi thì cũng biến thành là số không. Chư vị có đồng ý không? Đồng ý. Cái thế gian này có được gì? Sau cùng cũng chỉ là số không. Chỉ có một cái được, cái được hay lắm. Các bà các má biết được gì không? Được vạn sanh. Chúng ta được vạn sanh. Tôi lưng lưng sợ gì. Được vạn sanh là ta được tất cả. Xin các bà các má nhớ, được vạn sanh là được tất cả. Cho nên hồi nãy Bác Đạt nói là làm sao mỗi người chúng ta ai ai cũng được vãng sanh hết. Nếu mà chư vị được vãng sanh hết thì tất cả hàng ngàn người trên đường Zoom này sẽ được tất cả. Nếu mà có người nào bị lọt lại như là sau cùng mất vãng sanh thì giờ đây có được gì? Sau cùng cũng chỉ là mây khói, không đem về được gì cả. Mà còn một cái là chúng ta cứ bị dìm mãi trong ách nạn của nghiệp chướng. Mong chư vị nhớ cho. Chính vì thế mà dâm này xin cầu nguyện cho các ba, các má, tất cả chư vị quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Được không?
Được. Xin thưa các bà, các má, được đấy. Thực sự là được đấy. Một bà cụ già đang bị ung thư. Mình tưởng rằng là bà già này bị nạn. Nhưng nếu bà cụ bị ung thư, quyết lòng niệm Phật, quyết lòng cầu xin Phật lai nghinh tiếp độ vãng sanh. Biết rằng mình bị ung thư thì đếm từng ngày để xả bỏ báo thân rồi. Nếu lợi dụng cái thời gian còn lại này, ngày ngày niệm Phật, niệm A-di-đà Phật cũng được, niệm Nam-mô-a-di-đà Phật cũng được. Nhưng mà các cụ thấy nếu niệm 6 chữ mệt quá, hãy niệm gọn lại A-di-đà Phật 4 chữ thành tâm, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì bà cụ bị ung thư này đang hưởng một cái đài phước báu mà rất nhiều người không ngờ tới được. Vì chư vị biết, chư vị cao tăng thạc đức tu cả một cuộc đời tinh tấn khổ cực vô cùng, sau cùng vì cái sự tinh tấn đó, quyết lòng tu hành, các cụ có thể dự đoán được ngày giờ mình xả bỏ báo thân để các cụ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì chính mình thực sự là một phàm phu. Hồi giờ mình vụng tu, tạo nhiều nghiệp trước, đúc kết thành cái bệnh ung thư. Nhưng mà nhờ bác sĩ chẩn đoán, ta biết được mình cũng sắp sửa ra đi. Vô tình mình không tu gì nhiều, nhưng mà mình cũng biết được, dự đoán được thời gian là mình chuẩn bị xả bỏ báo thân này. Rồi chúng ta quyết lòng niệm Phật, cầu về Tây Phương. Xin thưa với các cụ, rất nhiều người, rất nhiều người đã tự tại xả bỏ báo thân, đã nhìn thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Và người đó đã giơ tay vẫy chào mọi người rồi ra đi về Tây Phương Cực Lạc. Chứ vị nghĩ coi, một cái bà cụ này ra đi với hình tướng như vậy, có thua gì một vị đại cao tăng tu hành tinh tấn cả một đời khổ cực? Cho nên xin thưa với chư vị, một bà già quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương thì bà già vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một ông già bị ung thư như vậy
mà lo lo lắng lắng, sợ sợ, nghi nghi. Khi ra đi phải chiều theo đường nghiệp báo, bị đọa lạc. Như vậy thì bị đọa lạc là do người phàm phu này không chịu tin, do người phàm phu này không chịu đi về Tây Phương Cực Lạc, do người phàm phu này quyết lòng đi theo con đường đọa lạc. Mà đã đọa lạc rồi thì xin các cụ nhớ cho, khổ đau bất tận, khổ đau bất tận. Không phải khổ như cụ đang nằm trên giường bệnh mà nhìn vào cái ống hình này đâu. Cái khổ trong cảnh súc sanh kinh khủng lắm các cụ ơi. Người ta không cho mình ở yên một bữa nào đâu. Chư vị có thấy ở Việt Nam ta có những cái cảnh mà người ta bắt cò, bắt chim, chim sẻ thì người ta bắt hàng đẩy 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 để mà ta vứt lông đi, ta thui ta nhậu. Cá ở dưới biển người ta bắt tấn 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 vậy chứ vị ơi, không sướng ích gì đâu. Còn hàng ngạ quỷ súc, ngạ quỷ thì còn khổ hơn nữa. Tại sao vậy? Tại vì chính mình tạo nghiệp nặng quá, cái nạn tam đồ đang trực chờ bên cạnh để rủ mình đi vào con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà mình không hay. Nếu mà các cụ hiểu được như vậy, xin các cụ phát tâm niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Các cụ về Tây Phương thành đạo sướng hơn, các cậu có đồng ý không? Đồng ý. À, gì đã. Các cụ nên nhớ nhé. Dám nói lại những điểm mà rất là cụ thể để cho chư vị vững tâm. Người mới tu hồi giờ chưa biết gì cả, không sao. Hôm nay gặp cái đường Zoom này, tất cả bao nhiêu người đã biết rồi, mình không dạy gì đi theo con đường đọa lạc, chỉ cần thành tâm niệm Phật. Như hồi nãy giáo nói, đang bị nghiệp chướng ứng hiện ra, đang bệnh hoạn, mà mình biết lợi dụng cơ hội này niệm câu A-di-đà Phật, các cụ ơi, thay vì mình rên, mình bị đọa lạc, mình niệm câu A Di Đà Phật, mình về Tây Phương thành đạo, bắt đầu từ đó không còn khổ nữa đâu. Nếu mình bệnh như vậy mà mình không biết pháp niệm Phật trở về Tây Phương, các cụ có đồng ý với Diệu Âm là nếu các cụ đến nay là 90 tuổi rồi thì 90 năm qua các cụ có thấy người nào ra đi thân tướng tốt đẹp chưa? Có người nào mà mình biết được ra đi mà không bị khủng hoảng lo sợ chưa? Các cụ có nhìn thấy có người nào ra đi mà mặt mày tươi đẹp chưa? Theo dân nghĩ là chưa phải không? Là tại vì tất cả những người đó đã bị rơi vào cảnh khổ rồi. Các cụ ơi, chỉ cần thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật, Phật nói rằng các cụ thành tâm mà niệm như vậy cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì Phật sẽ phóng quang gia trì giúp đỡ cho các cụ. Các cụ không còn hoảng sợ nữa, các cụ không còn khổ đau nữa, mà các cụ được Phật yểm trợ cho mình, giúp đỡ cho mình, chư hộ pháp bảo vệ cho mình, các cụ tránh được tất cả những ách nạn của nghiệp chướng đi về Tây Phương.
mình thấy rõ ràng mình có thua gì một vị tổ đâu. Chính vì thế mà cái pháp niệm Phật này có cái câu là phàm thánh tề thâu. Chứ vị nghe đi, các bác các má nghe nha. Phàm là mình đây này, thánh là các vị tổ, các vị Bồ Tát được A-di-đà Phật bình đẳng, hoàn toàn bình đẳng. Ngài nói người nào mà thành tâm niệm danh hiệu tha thiết, niệm danh hiệu Ngài tha thiết, tin tưởng vững vàng, cầu sanh về nước Ngài, Ngài đưa mình về Tây Phương liền. Cho nên mình đã vụng tu bao nhiêu năm rồi, hôm nay gặp cơ hội này, xin các cụ quyết lòng đi theo A-di-đà Phật trở về Tây Phương. Các cụ có đồng ý với Diệu Âm không? Đồng ý. Đồng ý, xin quý vị vỗ tay. Nhất định một đời này đi về Tây Phương. Má có nghe con nói không? A-di-đà Phật. Những cụ nào mà hồi giờ chưa có tu này, nay nghe những lời nói này có quyết lòng tu không? Quyết lòng. Tu là làm sao? Niệm Phật. Đúng, định nghĩa như vậy rất hay. Tu là niệm Phật. Tại vì bây giờ mình già rồi, không còn con đường nào hay ho, cho nên mấy người để sao giỏi dữ vậy. Tu tức là niệm Phật. Niệm Phật là con đường vi diệu đưa các cụ một cơ hội này về Tây Phương thành đạo. Rõ ràng chưa? Cụ thể không? Thành tâm niệm từng câu A-di-đà Phật nghe cụ. Cụ Đỗ Thị Thăng, cụ Đỗ Thị Thăng có nghe con nói không? Gia đình của cụ có nghe con nói không? Có lẽ là cụ lên lần đầu tiên phải không? Lên lần đầu tiên, tức là trong vô lượng kiếp qua cụ đã tu rồi. Nếu cụ tin những lời này thì cụ mau lượm tất cả những cái công đức tu trong vô lượng kiếp về trước, trở về đây mà đi về Tây Phương nha. Cụ thân có tin không? Tin ngang cụ nha. Tin thì từ từ lên đường chung này, giống như nhắc nhớ cho cụ những cái điều mà mình nên bỏ, những cái điều mà mình nên làm. Ví dụ như hồi giờ không biết tu thì gia đình mình thường ăn tỏi, ăn hành, ăn những cái chất đó nó không có ngon gì đâu, nên mình không biết. Bây giờ nghe giám nhắc cho cụ nha, những cái tối hành nó làm cho mình hôi hám lắm, không có trị bệnh trị đồ gì đâu. Mà Phật nói dùng những thứ tối hành, thường thường khi cuối đời không được chư Bồ Tát đến bảo vệ cho mình đâu. Bây giờ mình thành tâm, hồi giờ mình ăn nhiều quá rồi, giờ thành tâm từ đây mình bỏ, khuyên con khuyên cái nên bỏ cái thứ hữu tâm đi, để cho mình được chư Bồ Tát gia trì cho mình, để cho mình được Phật quang gia trì, để cho mình được chư hộ pháp bảo vệ cho mình, để cho chư oán thân trái chủ, người ta giúp đỡ cho mình, người ta không phá hoại mình được. Cho nên tại vì ông nghĩ rằng là cụ hồi trước giờ chưa có lên đường Zoom, những người mà mới thường thường ông dặn tới cái điểm này trước. Hành tội nó không tốt, nó làm cho mình khổ lắm. Xin các cụ nếu mà gia đình nghe, đây là những lời trong kinh dạy, những lời của tổ sư dạy chứ không phải là cổ âm. Xin chư vị muốn cho cụ thân mà đang nằm trên giường bệnh, đang chờ ngày ra đi,
cụ sẽ hưởng cái đai phước báu. Mà bao nhiêu người không ai bị được. Tại vì một người phải tu hành, phải tinh tấn, phải thức khuya dậy sớm cả đời, quyết lòng gìn giữ giới luật, thì trong cuối đời các ngài mới được biết thời vận của mình sắp sửa xong rồi. Các ngài mới thành tâm nguyện phận giá trị, rồi các ngài mới được vãng sanh. Mình chỉ cần một ngày lên đường Zoom này, hiểu được câu A-di-đà Phật, ngộ ra câu A-di-đà Phật, Phật nói cụ thân chỉ cần niệm Phật, thành tâm niệm Phật, một niệm trước khi xả bỏ báo thân, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cô cũng về Tây Phương hành đạo. Mong cho các cụ, mong cho chư vị trong gia đình hỗ trợ tích cực cho cụ, để mỗi người trên đường Zoom này, có cơ duyên này, đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cụ Đỗ Thị Thân có đồng ý với con không? Gia đình có đồng ý không? Rồi, xin cho một tràng vỗ tay thật lớn để mà hoan hô cụ Đỗ Thị Thân là một người đầu tiên lên đường Zoom này mà vui vẻ quá. Cụ phải vui vẻ đi về Tây Phương nha. Thôi bây giờ cụ nhiếp tâm lại, niệm Phật với đại chúng nha. Tất cả đều niệm Phật, quyết lòng trở về Tây Phương Cực Lạc. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. A 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 Di Đà.
A Di Đà Phật. 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 Cụ Hoa Tâm hôm nay có khỏe không? Khỏe nhiều hay khỏe chút chút? Khỏe chút chút. Khỏe nhiều và khỏe nhiều. Người khỏe chút chút biết niệm Phật thì lợi dụng cái khỏe chút chút đi về Tây Phương. Người khỏe nhiều lợi dụng cái lúc khỏe nhiều cố tâm niệm Phật cầu về Tây Phương. Người khỏe nhiều đi về Tây Phương. Các cụ trong đời làm phước nhiều, nếu bây giờ quyết lòng đem tất cả những phước đức làm được trong đời gửi về Tây Phương, bắt đầu từ hôm nay niệm A-di-đà-phật cầu về Tây Phương. Các cụ có thể biết ngày giờ ra đi. Nhiều khi ngồi trên ghế dựa như vậy mà ra đi nhờ cái phước của mình.
Nếu các cụ một đời tu phước, cứ nghĩ rằng tu phước như vậy là đủ, thì đến lúc cuối đời, xin thưa với các cụ, cái phước đó nó chìm liếm ngõ nào mất rồi, mà cái nghiệp nó ứng hiện ra. Mình không biết đường đi, mình cũng phải bị khủng hoảng, đau đớn, lo sợ, buồn rầu, rồi tất cả những cái đó nó quyện lấy mình cũng đành phải đi theo những con đường đau khổ, chứ chưa chắc gì mình hưởng được cái phước đó trong đời sau đâu. Chính vì thế mà hôm nay dòm thấy trên đường chung này có nhiều người lạc quá, có nhiều người mới vào, có nhiều cụ nằm một chỗ quá, như cụ Diệu Nhã Bùi Thị Nhân đang nằm một chỗ. Đang nằm một chỗ tức là mình yếu lắm rồi, cụ thấy không? Mình già lắm rồi, cụ thấy không? Trong cái tuổi già này mà bao nhiêu phước báu mình làm trong đời nó không có cái duyên, nó chưa nở ra cái quả báo, thì mình nhiều khi cũng đành lượm những cái nhân nào khác mà mình đi theo con đường sanh tử luân hồi, chưa biết đời sau như thế nào. Như hồi nãy giờ ông kéo chưa vậy đấy, cụ năm nay 90 tuổi rồi, thì 90 năm qua mình thấy người nào ra đi mà thân tướng tốt lành đâu, khó quá phải không? Có nhiều người làm phước cả đời mà sau cùng vẫn ra đi thân tướng xấu. Tại sao vậy? Tại vì không có cái duyên để cho những cái nhân tốt của mình ứng ra, mà cái nghiệp của mình tạo ra trong vô lượng kiếp nó lớn quá rồi, cho nên cái những việc làm tốt tốt trong đời này không thấm thía vào đâu. Thành ra Phật mới nói đời này nhân thân nan đắc, nghĩa là mình đi rồi trở lại làm người không được. Cụ Diệu Nhã có nghe không? Các cụ có nghe con nói không? Như vậy thì bây giờ đây mình quyết lòng niệm một câu A Di Đà Phật. Xin thưa với các cụ hãy nhớ cho thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật, mình đã thực hiện một cái phước mà gọi là thứ vàng phước báo gì chứ không phải là một phước. Như vậy thì nghe lời âm đi, bắt đầu niệm một câu A Di Đà Phật, mình có một vạn cái phước đức. Niệm hai câu A Di Đà Phật thành tâm, mình có hai vạn cái phước đức. Mình niệm 100 niệm A Di Đà Phật, mình có tới cả triệu cái phước đức như vậy. Chính vì cái phước báo vĩ đại nó bắt nguồn trong cái lòng chí thành của mình niệm câu A Di Đà Phật, mà các cụ mới có cái phước phần thoát ly sanh tử luân hồi, thoát được tất cả những nghiệp chướng trùng trùng trong vô lượng kiếp, mà được quang minh của A Di Đà Phật phổ chiếu tiếp độ, để các cụ đi về Tây Phương hướng đời an vui cực lạc. Các cụ nhớ không? Chính vì thế mà xin thưa với các cụ, khi biết được câu A Di Đà Phật rồi thì mình mới ngộ ra con đường thành đạo. Trước nay mình lơ là không hiểu câu A Di Đà Phật, nên mình cứ lẫm lũi đi trong những cảnh sanh sanh tử tử, khổ nạn vô thường.
Cụ diệu mệnh nằm trên giường rồi, cụ có nghe con nói không? Để cụ nằm đi, mắc mớ gì kêu cụ dậy. Tuần trước cụ ngồi được, tuần nay cụ nằm rồi. Rõ ràng đây là một bài học cho những cụ già. Chúng ta từng người đều đi tới cái chỗ là thân xác khổ đau này phải bỏ. Xin các cụ nghe lời diệu âm nói nè. Bỏ cái thân xác này để mình đi về Tây Phương lượm cái thân thánh hư vô cùng đẹp của một vị Bồ Tát. Cái thân của vị Bồ Tát bao trùm pháp giới, sống thọ vô lượng vô biên, không có một chút khổ đau. Cho nên người nào đang nằm trên giường bệnh, người nào đang bị ung thư, người nào đang chờ từng ngày ra đi mà biết niệm Phật, thì xin thưa với các cụ đang từng ngày hướng một cái đài phước báu mà không hay. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, xin các cụ gác lại mọi chuyện, giao lại cho con cái, con gái ở ngồi một bên đó, lo hết đi nhé. Chịu không, mình phải lo cho mẹ mình. Mình phải niệm Phật bên mẹ mình. Và cụ cũng bắt đầu từ hôm nay cứ thành tâm niệm A-di-đà-phật. Ăn xong gác đũa xuống, hãy niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Trước khi lên giường ngủ cứ thành tâm niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm cho đến khi nào thiếp ngủ luôn. Lúc nửa đêm trực giấc, hãy kịp thời niệm A-di-đà-phật ngang mẹ diệu mệnh, diệu mệnh. Tất cả đều phải niệm A-di-đà-phật ngày ngày cầm tuổi, ngày ngày cứ nhíp nhép miệng niệm A-di-đà-phật. Một câu như vậy, đừng suy, đừng nghĩ gì thêm nữa, đừng cầu, đừng mong gì thêm nữa, cứ niệm A-di-đà-phật cầu mình được A-di-đà-phật đưa về Tây Phương. Chư vị ơi, chư vị đã hưởng được một cái phước báu, mà cái phước báu nó bao trùm pháp giới, nó bao trùm cái quá địa cầu này, nó bao trùm lên tới mặt trăng, nó bao luôn quá địa cái mặt trời, nó bao luôn cả cây gãy ngon hà này, chứ không phải là một vài đồng, một vài ngàn, một vài triệu mình cất trong tủ đâu. Cho nên nếu mà chư vị biết như vậy, mình thấy rõ ràng người tu phước báu niệm câu A Di Đà Phật trở về Tây Phương Cực Lạc. Một vị đại tăng quyết lòng tin tưởng, niệm một câu A-di-đà-phật, vị đại tăng trở về Tây Phương thành đạo. Một vị phàm phu Phật tử như chúng ta, phước báu không bằng ngài, nhưng lấy cái niềm tin vững vàng vào lời Phật dạy, tin vững vàng đại nguyện của Đức Di Đà, hãy khởi tâm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm cho thành một thói quen, niệm như một sự cần thiết, niệm không thể bỏ một ngày, niệm không bỏ một giờ, cứ niệm đi các cụ ơi, các cụ sẽ chứng nhận cho tất cả mọi người, sẽ làm nhân chứng cho tất cả mọi người biết là pháp Phật vi diệu bất khả tư nghị. Cụ Diệu Huệ cứ nghe Diệu Âm nói đi,
Cụ Diệu Huệ cứ tin tưởng đi, hãy cứ thành tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Cụ sẽ chứng minh cho tất cả mọi người biết pháp Phật vi diệu. Tại vì nếu cụ làm được như vậy thì khi ra đi nhiều khi cụ ngồi trên ghế đó đó giống như bây giờ mà ra đi không còn nằm ở đâu nhé. Chư vị có tin không? Có tin. Nhiều người thực hiện lắm rồi đấy. Nhiều người đã ra đi như vậy lắm rồi đấy. Chư vị cao tăng hạt đức ngồi vãng sanh, chư vị đồng tu Phật tử liên hữu phàm phu này cũng ngồi vãng sanh được đấy. Có những người cũng đứng vãng sanh được đấy. Chỉ bằng một câu A Di Đà Phật thành tâm chí thành niệm mà để lại những thoại tướng tuyệt vời như vậy, rõ ràng đấy là một phương pháp tu hành một đời này thành tựu. Các cụ, các ba, các má có tin tưởng vững vàng chưa? Có. Có quyết lòng niệm Phật chuyên nhất không? Có. Cụ Đỗ Thị Nhân và gia đình có hoan hỷ không? Có vỗ tay mạnh cho cụ Đỗ Thị Nhân vững vàng không? Lần đầu tiên gặp Diệu Âm cũng như là mình có duyên trong vô lượng kiếp rồi, nhất định cụ phải đi đường vãng sanh nhé, chịu chưa? Vẫn không, cụ giơ tay lên cho Diệu Âm vui đi coi. Cụ Đỗ Thị Nhân giơ tay lên đại đại được một lần gặp là một lần cũ, một lần gặp là một lần tin, tin tới 10 lần luôn cháu là đem một lần tin. Cứ vậy mà đi, nguyện mong cho cụ một đời này vãng sanh nhé, cụ có đồng ý không? Thôi thành tâm niệm với giờ âm nghe, bây giờ nằm trên giường niệm tốt vô cùng, không sao cả. Người nào chấp tay được cứ chấp tay, người nào không chấp tay được cứ nằm. Mình ngồi không được thì mình nằm vãng sanh cũng được, về trên Tây Phương dẫu cho tệ nhất đi nữa vẫn là một đời này mình thoát vòng sanh tử, vẫn là một đời này mình hướng đời an vui cực lạc, vẫn là một đời này một tiếng khổ không còn đến với mình, cũng là một đời này mình thành Phật đấy chư vị. Cũng là một đời này mình sẽ đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, đi khắp mười phương thăm thân nhân bạn bè, ông bà tổ tiên cụ kỵ của chúng ta, cứu độ những người nào còn mê mờ không chịu về Tây Phương Cực Lạc. Mong như vậy các cụ với nhớ cho thương con nhớ cái, bằng cách phải trở về Tây Phương thì đời đời kiếp kiếp sau này mình mới chăm sóc nhau được. Các cụ đạo tràng Liên Hoa có nghe không? Đạo tràng Buông Xá có rõ ràng chưa? Càng ngày càng đông, nét mặt của chư vị hoan hỷ vô cùng, làm cho dư âm cũng càng ngày càng hoan hỷ. Hôm nay có nhiều người hoan hỷ quá, xin cho tràng vỗ tay để cùng nhau rủ nhau nhất định trở về Tây Phương thành đạo, không đi con đường đọa lạc nữa, ngang các cổ nhớ không? À, gì là Phật. Niệm Phật tiếp nha, vẫn bàn và viết nguyên là viết quyển đạo tràng, hình như là mới pháp mới lạ cũng không quen quen pháp, nhớ nghe vẫn bàn. Rồi Minh Thành 2, Minh Thành 8, Minh Thành nhiều quá. Chư vị hoan hỷ vô cùng, làm cho em cũng càng ngày càng hoan hỷ. Dẫu cho khang tiếng cùng với ráng mà nói những lời hoan hỷ này, các cụ có thấy không? À, chị đi nào. Thôi bây giờ niệm Phật tiếp nha. Bây giờ từng câu rót vào trong tâm này,
tiếng niệm luôn luôn không đứt đoạn. Nhất định từ giờ phút này đến ngày xả bỏ báo thân, tiếng niệm Phật không được dứt đoạn. Khi mà ở nhà mình làm cái gì, mở câu A-di-đà Phật trong cái máy, cứ niệm niệm theo. Một đường như vậy mà đi đúng rồi. Một cái phương pháp hộ niệm này nhất định giúp cho từng ba, từng má, từng anh chị em, từng cô chú bác, từng người trên đường dương này, người nào cũng được vãng sanh. Nếu chứ vị thực sự tin tưởng, nếu chứ vị thực sự không còn nghi ngờ, chứ vị cứ vững vàng đi, niệm pháp niệm Phật đơn giản, pháp hộ niệm đơn giản, càng đơn giản chừng nào, càng vi diệu chừng đó. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ rệt pháp Phật vi diệu bất khả tư nghị. Tại vì trong quá khứ chúng ta không biết, không ai hướng dẫn. Bây giờ chúng ta có duyên gặp được rồi, rất nhiều người vì cái phương pháp này mà đã vãng sanh, nhiều người vãng sanh, vãng sanh đến nỗi không còn đếm được nữa. Mong chư vị nghe những lời này, tin càng thêm tin, vững tin mà đi. Phật đang chờ chúng ta trở về Tây Phương thành đạo. Các cụ có vui không? Có vui. Niệm Phật đường Đông Lâm có vui vẻ không? Nhất định vững vàng nhé. Phải nghiên cứu hộ niệm kịp thời nhé. Tọa đàm hộ niệm không được bỏ qua nhé. Cả những cái nghi thức này, những cái quy luật này là của Phật đưa ra, của chư tổ để lại, chứ không phải là của Diệu Âm này đâu. Đừng có khinh thường nhé. Chịu không? Chịu thì vỗ tay đây. Vững vàng nhé. Người nào tin là người đó được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người nào không tin đành lặng lẽ rời khỏi con đường Tây Phương, đi theo con đường khổ nạn. Chi mà khổ vậy? A Di Đà Phật. Niệm Phật tiếp nha, nhất định niệm cho ngon lành nghe đạo tràng Sơn La nha. Thiền sinh, thiền sinh sạc rồi vẫn vàng vỗ tay lên. A Di Đà Phật. A Di Đà Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay dậm thấy nhiều cụ hoặc là yếu, mà khuôn mặt của mỗi người rạng rỡ quá, vui vẻ quá, thực sự làm cho Dâm hân hoan vô cùng.
Các cụ ơi, đời này đúng là bể khổ. Nhưng mà trong cái cảnh khổ này, các cụ lại gặp được câu A Di Đà Phật. Cụ Nguyễn Thị Dần phải không? Con thích là cụ nằm trên giường bệnh mà tay của cụ hồi nãy cầm xô chuỗi nhá nhó. Hay vô cùng. Một người dẫu yếu đuối như cụ Nguyễn Thị Dần ở đạo tràng Minh Thành, trong cái buổi mà yếu đuối này mà cụ nằm vẫn cầm trên tay xô chuỗi đến niệm Phật. Dâm hy vọng rằng là hồi nãy giờ chắc nghe giọng nói được cái gì phải không? Vững tin ngang cụ, Phật sẽ cứu mình. Cùng tất cả các cụ trên đường Zoom phải vững tin Phật cứu mình. Người nào vững tin niệm Phật, Phật nói niệm 10 câu cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà Phật bỏ mình, Phật thề không thành Phật. Như vậy thì các cụ không bao giờ được quyền bỏ Phật. Chịu không? Chịu. Các cụ không bao giờ được quyền quên Phật. Chịu không? Chịu. Cụ Nguyễn Thị Dần có chịu không? Nhớ không? Vẫn vàng giơ tay lên coi đó. Nhất mà dùm thấy mà dùm đấy hôm nãy có cho chủ trong tay mà bây giờ dấu dấu cũng thấy luôn. Từ đó giơ tay hay đó vỗ tay luôn đi. Hồi giờ mình không biết đường vãng sanh, có nhiều cụ lo lo sợ sợ rằng nghiệp chướng của mình lớn quá, không cách nào về Tây Phương được. Thành ra đã yếu đuối nằm trên giường mà vẫn cầu van vái làm sao cho hết nghiệp. Nhưng mà van thì van, nghiệp thì vẫn còn đầy, vái thì vái mà nghiệp hình như càng ngày càng nặng hơn. Hôm nay chúng ta gặp câu A Di Đà Phật. Chư vị ơi, nghiệp mình nặng lắm đấy. Nhớ như vậy thì lấy cái câu nghiệp nặng này mà làm cái đòn bẩy, mà làm cái động cơ giúp cho mình phải tăng niềm tin đến mức cùng cực. Phải giữ cái niềm tin vững vàng. Phật nói dẫu cho người nào mà nghiệp chướng nặng hơn mình nữa, nhưng mà tin tưởng lời Phật dạy, niệm câu A Di Đà Phật cũng được vượt qua tất cả nghiệp chướng trở về Tây Phương thành đạo. Như vậy thì chư vị có thấy vui không? Vui. Có thấy rõ con đường thoát nạn của nghiệp chướng không? Thấy. Đâu có phải là lùi vô trong cái núi nó mà vung cái nắm đấm lên đâm vào trong cái khối đá tưởng rằng là khối đá bể sao, vô tình tay mình bầm dập hết về băng thuốc rồi 5 tháng sau 10 tháng sau vẫn còn đau, làm sao đâm được cu thứ hai, đúng không? Mà bây giờ không thèm đắm, hãy chắp tay niệm A Di Đà Phật
Có đau tay không? Không. Không. Có sưng chân không? Không. Không. Lòng thành tâm niệm A-di-đà Phật đi về Tây Phương. Vô tình cái núi đá đó nó làm cái nền tảng cho mình bước qua đi về Tây Phương. Thành đạo, các cụ có nghe rõ không? Phật dạy rằng như vậy chưa? Một đường như vậy mà đi, nghiệp chướng trùng trùng kệ nó, không sao hết. Các cụ có thấm thía lời Phật dạy không? Một cái nghiệp nhỏ như viên cát liền xuống dưới nước chìm liễm liền, đúng không? Đúng. Một khối đá to thiệt to để trên thuyền chở qua bờ giác có chìm đâu, phải không chứ vậy? Phải. Nhớ không? Nhớ. Thuyền bát nhã của A Di Đà lớn rộng mênh mông bao trùm pháp giới, nghiệp chướng chúng ta tuy nặng nhưng mà lòng tín tâm của chư vị vẫn phải mạnh hơn, vẫn phải nặng hơn, để mà mình đi gọn trên con thuyền bát nhã của Đức A Di Đà, Ngài chở chúng ta qua bờ giác về Tây Phương mình thành đạo. Hiểu rõ chưa các cụ? Hiểu rõ chưa cụ Nguyễn Thị Khoái Pháp Danh Diệu Khoa? Rõ không? Rõ. Nghiệp càng nặng càng phải tin câu A-di-đà Phật. Bệnh càng khổ mình phải vững vàng bám chắc vào câu A-di-đà Phật. Đời này sập sình khổ ái vô biên, bây giờ quyết lòng. Cụ Diệu Khoa có nghe con nói không? Quyết lòng niệm A-di-đà-phật. Xin Phật cho cụ Diệu Khoa vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là cái mốc điểm cuối cùng của cụ, để cụ đời sau không còn khổ đau như đời này nữa. Để khi xả bỏ bao thân yếu đuối này, thành kim cang bất hoại đấy, thành Bồ Tát bất thoái đấy, nhất định đúng như vậy đấy. Phật dạy như vậy, các cụ hãy vững mà tin. Niềm tin này không kể người mạnh hay người yếu, không kể người sang hay người hèn, không kể người thông minh hay người tâm tối. Người nào tin tưởng niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, tức thời xả bỏ những cái ngu muội mê mờ, những cái tội chướng, những cái khổ nạn, những bệnh hoạn này, mà trở về chính cái chân tâm của mình trên cõi Tây Phương Cực Lạc để mình thành đạo. Các cụ có nghe rõ chưa? Nghe rõ. Vững vàng nghe không? Mong tất cả các bà các má quyết lòng quyết dạ một cơ hội này về Tây Phương thành đạo. Tiểu không? Yeah. Niệm Phật nữa đây, niệm mạnh lên, vững lên. Các cụ nằm trên giường đám bung lên mà niệm Phật. Phật gia trì cho chúng ta, tự nhiên tất cả ách đạo tiêu thích, chứ không phải là sợ nạn, không phải là sợ nghiệp, không phải là cầu giải nạn mà mình được giải nạn. Chính là niềm tin vào câu A-di-đà Phật, bỏ quên cái nạn ở tại thế gian này, về Tây Phương thành đạo. Thành đạo rồi chúng ta mới cứu giải ách nạn của chúng ta, cứu độ ông bà cha mẹ, cứu vô lượng vô biên chúng sanh.
Chịu không? Chịu. Vui vẻ chưa? Vững tin không? Rồi tiếp tục niệm Phật. A Di Đà 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 Phật. Thấy chữ Nga đẹp quá, chữ Nga hay chữ Ngà? Nga tức là hàng Nga, mà Ngà thì trắng như Ngà. Không. Rồi ông cụ ngồi bên phải là ba của Ngà hả? Ba của Ngà
tu giỏi không ba? Cụ nói đi, cụ nói con nghe đó. Ngài nói đi, ngài nói càng ngài nói đi giọng nghe đó. Cụ có tu giỏi không? Giỏi hả? Cụ quyết lòng vãng sanh không? Nói lớn lên đi. Niệm Phật. Niệm Phật sao? Thôi được rồi. Niệm thầm. Niệm thầm công đức cũng như niệm lớn tiếng, nhưng mà niệm lớn tiếng thì có lực hơn là niệm thầm. Cho nên trong lúc cộng tu với đại chúng, nguyện mong cụ niệm ra tiếng thì cái lực nó mạnh hơn niệm thầm. Niệm thầm mình dễ buồn ngủ lắm, niệm ra tiếng phá được khôn trầm. Niệm ra tiếng thì có cái lực làm cho mình tỉnh táo, mà còn có công đức cứu được chúng sanh. Cho nên khi mà nghe chúng sanh cùng niệm Phật, tự nhiên mình hoan hỷ lên. Nó có nhiều cái ưu điểm. Cho nên cụ niệm thầm khi mà ngài nằm trên giường thì nên niệm thầm, đừng niệm ra tiếng mà tổn sức. Còn khi tu với đại chúng, niệm ra tiếng nó làm cho mình càng ngày cái sức lực mình càng khỏe hơn. Ví dụ như dự âm mới khởi vô thì khang tiếng. Khang tiếng là mấy tuần qua rồi không hết. Nhưng mà khi thấy các cụ niệm ra tiếng, niệm dự âm niệm ra tiếng, tự nhiên bây giờ tám đây hết khang. Đúng không? Nhưng mà sau đó khi hết niệm rồi nên đã khang lại. Cho nên thành ra niệm sao cũng được, nhưng mà nhất là những cụ già. Niệm mà vùng lên mà niệm, vươn lên mà niệm, Phật tự nhiên thương mình, gia trì cho mình. Cho nên khi mà thấy đạo tràng Phúc Khê, các chư thầy ngồi phía trước, do ông xin thành tâm đảnh lễ các ngài. Và hôm nay cũng có nhiều cái đạo tràng khác, các chùa cầu khác cũng có lên, dâm xin tận tâm đến đảnh lễ các ngài, tri ân các ngài. Nhờ các ngài xuất hiện trên đường Zoom mà làm cho dâm lên tinh thần, và nhất định sẽ hàng ngàn người khắp nơi ở trên thế giới nhìn thấy chư tăng ni mà yếm trở vào, tự nhiên chư vị cũng cảm thấy vững tâm. Và xin thưa với các ngài, chư thầy niệm Phật vãng sanh, chư thầy cũng nhắc nhở cho Phật tử niệm Phật vãng sanh. Các thầy không được quyền mà đi vãng sanh một mình, bỏ rơi chư vị Phật tử đồng tu ở lại. Chư vị Phật tử đồng tu cũng không được để chư tăng đi vãng sanh một mình, mà mình phải đi về với ngài. Tại vì pháp môn niệm Phật là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu. Nếu mình kính trọng các vị tăng, mình tôn các ngài là thánh, thì mình là phàm. Phàm lấy niềm tin niệm câu A Di Đà Phật vẫn trở về Tây Phương Cực Lạc, tay trong tay với Bất Thối Bồ Tát làm bằng. Cho nên các vị tăng cố gắng dìu dắt, nhắc nhở Phật tử. Nếu người nào nhiếp tâm được một câu A-di-đà-phật gọn ghẽ mà đi, thường thường không ai rớt cảnh Tây Phương cả, lọt lại trong sáu đường cả. Người nào thực sự lão lão thật thật ngày ngày niệm A Di Đà Phật
bất cần lý luận, nhất định người đó dẫu rằng đang còn sống nói chuyện với ta, ta vẫn thầm tin tưởng người này 97% vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thực sự đã chịu vậy. Vì ông này đã từng thấy không biết bao nhiêu bà cụ suốt ngày cầm châu chuỗi niệm Phật, không lý không luận gì cả. Và vì ông nói rằng từ khi biết được câu A-di-đà Phật bây giờ, chưa có một người nào thực được cái thực hành cái hành này mà lọt lại. Có nhiều người biết trước 10 ngày ra đi, có nhiều người biết trước 3 ngày ra đi, có nhiều người ngồi giữa ghế mà vãng sanh, có nhiều người vẫy chào ra đi, vẫy chào ra đi. Thực sự một câu A-di-đà Phật làm trọn vẹn tất cả công đức. Thành ra chư tổ dạy, một câu A-di-đà Phật là một đại tạng kinh, 84.000 pháp môn. Nằm trong câu A-di-đà Phật, xin các ba các ma tin tưởng vững vàng, và rồi lý luận làm chi, đi đường khó khăn quá, lụm cụm rồi làm sao đi nổi. Hãy lấy cái tâm thành này mà niệm A-di-đà Phật là mình đi trọn vẹn. Là mình đi trọn vẹn. Nghiệp chướng của mình khi biết tu đã nặng quá chừng rồi, một đời này nhất định khó phá được. Nhưng một câu A-di-đà Phật cầu về Tây Phương, không phá nghiệp, nghiệp cũng phá. Không có đánh nghiệp, nghiệp nó cũng không đánh mình làm chi. Gọi là băng ngang qua nghiệp chướng, đi trên nghiệp chướng, theo nguyện vãng sanh, không phải theo nghiệp thọ nạn. Tất cả đều do ý chí, nghị lực, niềm tin của cha má, của các cụ. Các cụ có quyết lòng đi theo con đường vượt qua nghiệp chướng, theo nguyện lực mà về Tây Phương thành đạo không? A-di-đà. Thôi bây giờ tới giờ hồi hướng, xin chư thầy tất cả các bà các má thành tâm đem công đức này hồi hướng về Tây Phương chúng ta trong dịp này, nhất định về Tây Phương lạy Đức A-di-đà cùng với chư đại Bồ Tát trên đó, hướng an vui cực lạc, thành đạo cứu độ chúng sanh. Mong chư vị mở tâm đại bồ đề ra, về Tây Phương thành đạo, gọi là viên mãn bồ đề tâm. Một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc. Chư vị có thấy vui không? Vui nha. A Di Đà. Xin chư vị cùng chắp tay thành tâm hồi hướng công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên, hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên trong buổi hộ niệm này, trong buổi hộ niệm này nguyện cầu chư vị, nguyện cầu chư vị thành tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật hộ niệm cho nhau, hộ niệm cho nhau cùng về Tây Phương, cùng về Tây Phương cùng thành Phật đạo, cùng thành Phật đạo trên đền bổn ơn nặng, trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ, dưới cứu khổ tam đồ nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này,
hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nguyện cầu cho tất cả chư vị, chư thầy cũng như Phật tử trên khắp nơi trên thế giới, tất cả các đạo tràng tham dự cũng như bà con thân thuộc dòng họ của mình, ai ai cũng vững niềm tin niệm Phật cùng về Tây Phương. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Đã lớn nữa cũng được không ạ? À? Xin quý vị vỗ tay nhiệt liệt. Hôm nay chúng con vô cùng là hoan hỉ, vô cùng là hoan hỉ. Không còn cái lời nào mà để tả được cái niềm vui này. Từng ngày chúng con thấy các cha các má, chư vị đồng tu tham gia ngày càng đông. Đến ngày hôm nay thì cái số lượng người tham gia buổi hồ niệm này chắc là không còn đếm được nữa rồi. Nhiều vô cùng. Nguyên danh sách mà đăng ký để hồ niệm đã lên đến gần 1.000 người. Còn số người mà tham gia thì phải 2.000 người rồi. Vô cùng là hoan hỉ. Vô cùng là hoan hỉ. Chúng con vô cùng là biết ơn chư Phật, chư Bồ Tát đã gia hộ cho các cha các má, chư vị đồng tu, nhất là người Việt Nam chúng ta có cái cơ hội này để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con vô cùng là thành tâm biết ơn lão cư sĩ Diệu Âm hết sức là từ bi, đã hướng dẫn các cha các má, chư vị đồng tu để một đời này vững vàng niềm tin, làm cho những điều này thật là chính xác để một đời này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con cũng vô cùng là biết ơn các chư thầy, chư tôn thiền đức tăng ni đã từ bi chứng minh cho pháp hội này, để cho pháp hội này ngày càng được viên mãn. Sự niềm tin này, sự gia hộ của các chư thầy làm cho niềm tin của tứ chúng đồng tu ngày càng vững vàng hơn. Và nguyện mong cho các cha các má, chư vị đồng tu cùng với tất cả chúng con ngày càng tin tưởng, ngày càng vững mạnh, ngày càng vững vàng để một đời này nguyện cầu tha thiết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để đời này ai ai cũng được vãng sanh hết. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin kính chào chư tôn thiền đức tăng ni, kính chào lão cư sĩ Diệu Âm, kính chào các cha các má, chư vị đồng tu, và hẹn gặp lại trong buổi hội thảo hồ niệm ngày mai cũng vào giờ này ngày mai. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và chúng con cũng xin các đạo tràng, các tử viện cũng như cá nhân nào mà muốn đăng ký vào danh sách để mà tham gia buổi hồ niệm trực tuyến với lão cư sĩ Diệu Âm thì xin lá lại để chúng con ghi danh. Và nếu mà đạo tràng nào, tử viện nào có nhu cầu, có cần thiết để mà thỉnh chít, thỉnh đài về những tòa đàm để hiểu thấu hành đúng pháp, cũng như sách để hiểu thấu hành đúng pháp hồ niệm, thì xin chư vị hãy chụp lại cái địa chỉ này và cho chúng con được biết. Chúng con sẽ cùng với ban ấn tống sẽ chuyển tới cúng dường các chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đây là địa chỉ ở trên cái màn hình này. Nếu mà các chư vị xin chụp lại, nếu ở đạo tràng nào
và cá nhân nào mà cần thỉnh sách, thỉnh chip, thỉnh máy thì cho chúng con biết. Và chúng con cũng xin các chư tôn thiền đức tăng ni cùng các chư vị hãy phổ biến rộng rãi đến mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.